土产产土产水果，边内鱼山西凉凉凉洗手洗手洗手李香香整理整整理手掌手手掌手掌老板老老板鱼鱼鱼法法鱼法面面美美脸脸就讲讲美声就讲产产品品品可可饮饮饮称称为称为称为古捕捕捕鱼捕鱼捕鱼收手手指手指感觉共同đọc hai bên liên hợp để cho nó dễ đỡ bị mỏi miệng chủng thủng chủng thủng chứng lẻng chứng lẻng lý chìa lý chìa vấn xuế vấn xuế Lẻo chìa Lẻo chìa Thoán yuán Thoán yuán Mẩy mãn Mẩy mãn Phí xía Phí xía Mỉn cản Mỉn cản Phú tháo Phú tháo Xoẹn trủy Xoẹn trủy Phán máng Phán máng Dũng yuán Dũng yuán Thoán chìa Thoán chìa ỉn chỉ ỉn chỉ theo chia theo chia cậy nỉ cậy nỉ chén thú chén thú chảo cạo chảo cạo chảo cạo chảo cạo chảo cạo răng cắn môi cười chảo chảo cạo cạo khóa chéo khóa chéo thủ chán thủ chán uốn lưỡi và bật hơi thủ chán thủ chán yue chéo yue chéo suối của suối của cửa lý cửa lý yu sản yu sản phúa mấn phúa mấn xỉ lẻn xỉ lẻn phín phán phín phán xỉ sầu xỉ sầu chúng thủng chúng thủng bắt đầu chúng ta sẽ đổi dấu như thế này sau khi đã nhớ được cái nguyên bản của nó chúng ta sẽ đổi dấu để đọc cho nó dễ nghĩa là cứ hai dấu thứ ba đi liền nhau chúng ta sẽ đổi dấu đầu tiên thành dấu sắc đúng rồi nhưng mà sau này mà gặp cái chữ ví dụ mẩy ví dụ chữ mẩy mà đi với chữ đằng sau nó không phải là chữ dấu số 3 nữa. Ví dụ mẩy cúa thì chúng ta không thể đọc là mấy cúa, người ta sẽ không hiểu là chữ gì. Thì lúc này vẫn phải đọc nguyên bản của nó. Mẩy cúa. Xỉ chảo. Xỉ chảo. Trúng thủng. Trúng thủng. Lý xẻng. Lý xẻng. Lý chìa. Lý chìa. Chẳng lý. Chẳng lý. Léo chìa. Léo chìa. Sầu chẳng. Sầu chẳng. Mấy mạn mấy mạn lão bản lão bản mín cản mín cản ủy phá ủy phá xoén trụ xoén trụ miễn chẳng miễn chẳng dũng duyện dũng duyện chán phình chán phình yến chỉ yến chỉ khở ý khở ý cấy nỉ cấy nỉ sẩn mẩy sẩn mẩy cháo cạo cháo cạo bù ủy thú chản
thú tràn. Sầu chữ. Sầu chữ. Suối quả. Suối quả. Ví sản. Ví sản. Xí lẻn. Xí lẻn. Xí sầu. Xí sầu. Xí chảo. Xí chảo. Lý sản. Lý sản. Chứng lý. Chứng lý. Sầu chảo. Sầu chảo. Lão bản. Lão bản. Ví phả. Ví phả. Miễn chảo. Miễn chảo. Sản phẩm. Sản phẩm. Khởi. Sẵn mẩy. Sẵn mẩy. Bú ủy. Bú ủy. Sấu chữ. Sấu chữ. Đấy là khi chúng ta đọc hai dấu, nó đổi dấu đi thì sẽ rất là nhẹ nhàng. Chỉ có một cái mẹo thôi. Hai dấu thứ ba. Sẽ còn có rất nhiều trường hợp khác nữa. Nhưng mà sau khi chúng ta luyện dấu xong, chúng ta sẽ học tiếp cái phần đấy. Còn hai phần nữa, bây giờ chúng ta lại luyện tiếp chữ quả bao. Quả bao. Sao hết giờ chưa nhỉ? Họa báo. Họa báo. Ừ, họa báo là báo tranh.